Ô tô máy xúc đây, ô tô lo chưa? Cũng có một ô tô nhỏ à. Rồi, chiếc ô tô thật thật siêu nhân ơi. Đấy mới gọi là ô tô đáng sợ. Tiếp lên rồi này, đi đây nào. Nào, ôi, ô tô có hai chú lái xe này. Thật thật sẵn rồi, máy xúc của con à? Ô tô ngầu chưa? Thấy một chiếc ô tô rất ngầu luôn. À, xúc đồ đấy à? Con xúc cái gì ấy? Xúc không khí à? À, xúc cát à? Nào, cháu tôi đây. Ô tô đây. Ở kia, nó được cái gì thế này à? Dạ. À, ô tô đâu nhau rồi, con đâu? Ô tô của con à? Hả? À, chiếc ô tô ghé đây. Ô tô bố này. Đây là ô tô con, còn đây là ô tô bố. Đây là ô tô bố à? Còn đây là ô tô em bé. Đâu ô tô em bé đâu? Ô tô em bé đây. Ờ, ở đây là ô tô bố, ô tô bố to khổng lồ luôn đây đúng không? Đúng rồi. À, ô tô chạy, ô tô chạy. Ô tô chạy. Ờ, anh nhé. Để đi cái gì đây? Ra nào. Đây, ngồi đây. Xin mời các bạn. Đây. Đỗ chạy rồi.